Alo, xin chào anh em các bạn đã quay trở lại với kênh channel. Tiếp theo là những cái sản phẩm, đây là về động cơ thủy diesel nha. Video giới thiệu anh em một cái động cơ 6 máy của Yamaha Dino các bạn ha. Mình giới thiệu khi mình đi sâu vào mình cho anh em nghe tiếng nổ lớn và cái thông tin xung quanh về em động cơ này. Đó là mình nói cái màu đen của anh cho anh em biết ha. Đây là một em động cơ 6V nha, không có tăng áp. Và màu đen lắc thì anh em cũng thường hay gọi theo thông số, đây là lắc khô 6B các bạn ơi. Ở bên trong lắp máy này. Và thôi như tiện đây mình sẽ cho anh em xem body của bên em heo nha. Dây của đồng hồ tua vẫn còn hoạt động nha các bạn nha. Và em này là không có turbo. Máy nổ rất là mê ly ha các bạn ha. Một số 3 tô để 5 luôn các bạn nha. Turbo đầy đủ các bạn. Nhẹ nhàng em máy ha các bạn ha. Một nữa là hơi cực kỳ là chuẩn các bạn ha. Bơm nước phát điện các bạn vâng ạ. Thôi. Thôi. Rồi cho tiếng ghe lớn. Các bạn nghe tiếng lớn của anh này nha. Anh em qua nào quan tâm thì cứ alo 0903070753 nha. Ok, xin chào và hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Bye bye.